Dạ, em mến chào quý ông bà chú anh chị nha. Hôm nay em sẽ dẫn cả nhà mình đi chợ nha cả nhà. Đi chợ mình coi không khí chợ Tết như thế nào nha. Chứ mình mua đồ ăn, mình làm đồ ăn cơm luôn. Rồi bây giờ mình cùng đi cả nhà ơi. Dạ, em mến chào cả nhà mình nha. Hiện tại giờ em đang có mặt ở tại chợ quê Mỹ Khánh nha cả nhà. Đó, bây giờ không khí ngày Tết, giờ em quay sơ bộ ở ngoài khu chợ cho cả nhà mình xem cái, em dẫn cả nhà mình đi chợ nha. Đó, hiện tại thì không khí mà không khí mua sắm Tết thì cũng có phần sôi động nha cả nhà. Đó, nhưng mà cũng ra gai thôi chứ cũng không nhiều. Mà vòng vòng chợ hiện tại bây giờ là chưa thấy một cái nhà vườn nào người ta đăng lô để ta lên hoa nghe cả nhà. Mỗi năm thì những cái dãy này nè, là giờ này là rực rỡ những cái dòng màu sắc của hoa nghe cả nhà. Nhưng mà năm nay là chưa thấy một cái chậu bông hoa nào lên hết trơn á. Thì nói chung năm nay là hầu như là kinh tế của bà con khó khăn hay sao á. Nhà vườn với thương lái người ta cũng dám đầu tư nhiều hay sao á. Bữa nay là 23 tháng chạp rồi cả nhà, nhưng mà chưa thấy một bông hoa, có những cô bán hoa lẻ rồi thôi. Bán hoa lẻ này để bán cho người ta về người ta đưa táo về trời á. Bữa nay là ngày 23 tháng chạp á. Mỗi năm thì bên dãy mấy dãy rồi nè, bích trơn hoa nha cả nhà. Dòng qua phía bên kia luôn, nhưng mà bây giờ chưa thấy chậu hoa nào hết trơn. Đó, không khí Tết thì giờ chưa thấy gì hết cả nhà. Đó, chỉ có một số bà con mua sắm thôi. Mua sắm lặt vặt những cái thức ăn gia dụng trong nhà rồi kia nọ đó. Đó, những thức ăn được thôi. Em đi quay một vòng cho cả nhà mình xem nha. Đó, cả nhà mình thấy chợ thì cũng như mọi khi thôi. Hôm nay nói chung là chưa có gì không khí Tết nhiều nha cả nhà. Đây, em đi một vòng ở phía ngoài cho cả nhà mình xem. Chợ thì cũng tấp nập bà con đi chợ, nhưng mà thấy có vẻ như là chưa có không khí gì gọi là Tết hết. Nha. Nó đi vô trong chợ thì nó cũng có vẻ nó vắng vẻ chứ nó cũng không có đông đúc gì mấy cả nhà. Ít người mua. Chỉ có phía ngoài thì chạy xe tới lui hơi đông thôi. Đó, đây là cá nè. Giờ mình đi đảo một vòng cái đi, mình quay lên mua cái nè. À, giờ vòng vòng thì chỉ có nhiều cá nè, tôm tôm, cá sát, cá sạc, cá rô, ếch, cá lóc. Mình đi rau cải. Đây con cá tép gì thôi đó nè. Đó, rau cải nè. Nói chung chợ này cũng nhỏ thôi cả nhà, nhỏ thôi chứ cũng không lớn. Nhưng
qua lấy chị. Có vẻ cũng ít người mua cả nhà. Cái đây là mấy gian hàng thịt nè cả nhà. Đó, đây thịt nha. Ở đây cũng thịt đó nè. À, cả nhà thấy cũng sức mua cũng lừa thừa thôi chứ cũng không đông đúc gì mấy. À, đây cũng thịt. Bên đây cũng thịt. Đây, nhiều sức mua chỉ có lừa thừa một vài người thôi. Đây rau cải. Rồi giờ mình quay lại mua đồ ăn cái cả nhà ơi, quay lại mua đồ ăn cái về mình làm cái nhà mình xem nha. Đó, giáp ở chợ rồi đó cả nhà, nhưng mà sức mua là rất là ít nha cả nhà. Đó, lừa thưa những người ta mua bán thì nhiều, nhưng mà người mua thì thấy cũng lừa thưa ít chứ cũng không nhiều cả nhà. Đó, rồi bây giờ em sẽ đi chợ rồi em làm những món gì em quay cả nhà mình xem tiếp nha. Thì em cũng đi chợ về cả nhà. Đó thì hôm nay mình sẽ nấu cái lẩu ngọt nha cả nhà. Mình nấu cái lẩu ngọt mình ăn với cơm. Đó. Thì mình nấu cái món này mình ăn nó đỡ ngán hơn, nó vừa có rau nè, vừa có thịt nè, vừa có cá nè. Đó. Nói chung là cái lẩu ngọt này đầy đủ gia vị nha. Đó, rồi bắp đủ thứ nha. Rồi nấu với nước dừa. Đó, thì em chuẩn bị mọi thứ hết. Đây là thịt xay dưới là chả cá, đó là chả này là chả cá mè nha. Đó, thì chả cá em mua 200g đó, dưới 15.000 thịt xay nữa em trộn vô. Rồi em cũng gia vị rồi em cũng chuẩn bị sẵn luôn. Đó, đây có hành lá sắc nhuyễn nè, đó, đường, bột ngọt, muối, rồi một ít bột nêm dưới tiêu. Đó, rồi bây giờ mình sẽ trộn đều những cái hỗn hợp rồi là cho nó hòa quyện với nhau nha cả nhà. Mình đánh nó lên là cho dai, ăn chút mình nấu nha. Rồi giờ em sẽ ốp cái máy em đánh đều nó lên. Rồi em đi rửa rau đồ nha, sắc khổ qua đồ. Đó, mình chuẩn bị mọi thứ như nào nấu quay cả nhà mình xem nha. Thì video hôm nay nó hơi dài hơn mọi khi, cả nhà mình cố gắng xem giùm nha. Tại đoạn đầu thì em quay cái khu chợ để cho cả nhà mình cảm nhận được cái Tết năm 2024 như thế nào ấy nha. Rồi bây giờ em sẽ ốp cái máy này cả nhà. Rồi mọi thứ em cũng chuẩn bị đầy đủ hết trơn cả nha. Đó, chả thì em quét nãy giờ nè. Đó, dài rồi nè. Đó, chả với thịt rồi đó, gia vị. Rồi bắp, nấm gơm, hành. Rồi cái lẩu này mà em nấu đơn giản là chỉ có chả với thịt thôi nha. Mình trộn lại với gia vị thôi. Dừa tươi. Rồi giờ em sẽ ăn kèm với khổ qua nè. Sáng em mua được ít khổ qua sim. Khổ qua này thì mình đang hâm lắng với rau tập tàng. Đó. Đơn giản như thôi cả nhà. Rồi em mời cả nhà mình vô chế biến cùng em luôn nha. Mình chuẩn bị cái nồi này bự nè, để mình nấu cho nó rộng rãi dễ. Bỏ chả vô cho nó nổi trên cho nó rộng rãi nha. Cái nồi kia nó hơi chặt. Rồi giờ em bật lửa luôn. Để cho cái chả nó cho cái lẩu nước ra thơm, cháy nó miếng tỏi nha. Và dầu nó cũng nóng rồi cả nhà, cho miếng tỏi vô nha. Lẩu này thì nấu nhanh lắm. Nước sôi lên mình bỏ chả vô là ấy rồi. Chín rồi. Tỏi vàng rồi cả nhà, giờ cho nước dừa vô nha. Dừa vô nấu nó mới ngọt.
vứt lọc vô đó, cho nó đủ cái lẩu gia đình em ăn nha. Bây giờ mình đợi cho nó sôi nha cả nhà, bắt đầu sôi cả nhà. Vậy em sẽ cho bắp vô nha, để cho cái nước ngọt cho bắp nè. Bắp nè, cắt khúc khúc kìa, cho nó vô cho nó ngọt. Bắp này tôi kêu bằng bắp xuất khẩu đó, bắp vàng. Rồi đúng gom chút xíu mình bỏ sau cả nhà, cho bắp chín cái bỏ đúng gom vô nha. Rồi thì em cũng bỏ gia vị vào luôn nha cả nhà. Ít cũng nêm nè, ngọt, muối, rồi giờ mình chờ lại cho nó sôi lên nghe nha. Nước của lòng nó cũng sôi quá trời cả nha. Đó. Bây giờ em sẽ cho chả vô nha, những cái muỗng vô cho đừng dính. Đó, bắt chả vô đơn giản vậy thôi cả nhà. Đó, nhưng mà lẩu này mình ăn nó ngọt lắm luôn, ăn với rau tập tàn rồi với củ qua nữa, mát lắm, mát nha. Củ qua mua củ qua sim nữa nên ngon lắm luôn. Đó, quét nó vô, cái bánh lưu cái xuôi bánh ngược anh dứt bây giờ cũng xong, tôi chả vô cả nhà. Đó, cái nổi lên gì là nó chín rồi nè cả nhà. Đó, tới đây thì cà bắp bắt đầu có cũng có vẻ như là bắp nó cũng đã chín. Đó, vậy em cho nấm gom vô luôn nha. Đó, cho chín nấm gom nó ngọt. Đó. Rồi giờ mình đợi cho chín nấm gom cái là xong rồi nha. Đó. Nấu đơn giản vậy thôi nhưng mà ăn cơm được là rất là ngon nha. Những ngày gần Tết này, ăn mấy món này này nó mát. Nó nhất nó mát, cái thứ hai là nó dễ ăn nha cả nhà. Mà rẻ tiền nữa. Sáng mua 15.000 thịt xay, 200g chả 20.000, chả cá mẹ. Đó. Rồi là rau đồ các thứ nữa. Là nấu được cái lẩu bành kia luôn. Cái này nấu ăn cái với 2-3 cái luôn đó, chứ không phải một cái. Cái của mình, cái là giường của mình là cái nồi bự. Rồi bây giờ mình chờ đợi nghe cả nhà. Rồi thì bây giờ cái nồi lẩu của em nó cũng chín rồi cả nhà. Sôi quá chừng rồi, bây giờ em bớt lửa nè. Đó, cho nó hạ lửa xuống. Nồi nó chín hết rồi đó nghe cả nhà. Quá trời ngon luôn. Rồi bây giờ em sẽ cho cái hành nè với ngò gí vào. Nó thơm. Rồi tắt lửa luôn cả nhà. Đó. Quá trời đã, cái nồi lẩu cả nhà. Rồi giờ em sẽ cho miếng tiêu vô cho thơm nữa. Nói chừng nào mình ăn, mình đang muốn để thêm mình để. Mình ăn, mình múc ra cái lẩu mình ăn. Đó, tuyệt vời không? Cái này em nấu với nước dừa nè, cho nên nó ngọt cho lắm luôn, cộng với cái bắp này nữa nè. Đó, bắp này ra nước ngọt ha, cộng với nấm gơm nữa. Đó, rồi là nó rất là ngọt luôn nha cả nhà. Đó, lẩu này ăn với rau tập tàng là bá phát luôn. Không rau tập tàng với khổ qua nè. Đó, đã chưa? Rồi vậy là xong, mình dọn ra mình ăn cơm thôi. Dạ em chào cả nhà, mời cả nhà ăn cơm với hai chồng em nha. Bữa nay em nấu cái gì? Chả lẩu ngọt, chả cá với khổ qua nha. Mời cả nhà ăn cơm với hai chồng em nha. Hôm nay em nấu lẩu ngọt cả nhà, nấu với chả cá với thịt bằm nha. Ăn với rau tập tàng với khổ qua với bạc khía. Còn có cải đất nữa hay gì nè. Rau tập tàng là đủ thứ mà. Rau này là đơn giản món mà thôi cả nhà, này đúng là ăn bún ăn đồ giảng đường cả nhà. Tại em thích ăn cơm nó lâu đói. Ăn bún thì nó mau đói. Mời cả nhà ăn cơm với hai chồng em nha. Thích cơm bớt cơm đi. Cái miệng em nó bị nhiệt miệng cái nhà. Hồi nãy quên ghé mua thuốc xịt miệng. Nó đau quá, em ăn chắc cả nhà nhìn thấy không ngon miệng quá. Hồi nãy không ghé quên mua thuốc. Quên về cũng tiêu quên luôn. Chả nước mẹ 100 luôn nè. 10.000. Được.
mua về cho một đứa ăn. Cái này chả cá mè Vinh rồi, cá dảnh, cái này Vinh. Nửa mua về, mua nửa ký. Thấy không giấy không? Miệng miệng nhiệt miệng lủng bên đây cả nhà. Ở mẹ có bể thịt không hay là chả không vậy? Có thịt. Nó mua về mình dùng qua mình học. Hủ qua sim không? Hủ qua qua sim nữa nè, nó không có đắng. Nhưng hủ qua kia nó hơi mắc tiền hơn chút. Lúc này gần Tết là kiếm hủ qua sim hơi bị hiếm, tại vì ai người ta cũng dùng hủ qua hết. Hủ qua sim thì ở chỗ quê em bán 20.000 ký. Miệng đau quá. Hủ qua sim là cái vỏ nó mỏng. Miệng đau ăn không? Ăn ngon hả? Vậy thôi em ăn cho. Thôi. Năm nào gần Tết cũng lủng hết trơn. Cái miệng á. Năm nào gần Tết cũng lủng miệng. Mà miệng cũng lủng ăn ngon luôn. Tại sao toàn là nó rất là còn thương luôn. Chấm miếng nước mắm. Ra tập tàn là mười mấy ngàn á, mình trên đó bà lão mới ăn khoảng 15.000 luôn. Hầu như hổm ra lâu rồi mình không ăn ra tập tàn nữa cả. Không có, sáng ngày sau hơn có. Có bà lão người bán không ai bán. Ra tập tàn này là đúng là khỏi chê. Mày nấu nước dừa ngọt lắm luôn. Miệng anh lỗ lỗ anh gắp ra để ngoài đi cho nguội đi rồi hồi hả ha nè chấm thôi hồi chấm hết thôi để cho nguội đi ha. Lủng mà ngon lắm luôn. Bóc hay là mình bóc thì ngon. Bóc để ngoài hồi mới cạp được. Mình để vô cạp cái là bỏ ra luôn. Rồi em xin kết thúc video tại đây. Hẹn gặp lại cả nhà anh vào video tiếp theo nha.